Chào các bạn, đây là con Nokia 7.2. Con này vợ mình mới mua được cách đây mấy hôm. Mua là ngày mùng 2 tháng 6. Mình mua ngày mùng 2 tháng 6, giá là 3.790.000. Mình thấy ở đây bán rẻ nhất so với tất cả các chỗ khác bán. Ở Thế Giới Di Động mình xem giá lúc đó là hơn 4 triệu mấy, mình không rõ cơ. Nhưng mình thấy đây giá 3.790.000 là giá rẻ nhất. Mình cũng không biết tại sao lại rẻ như thế. Mình có hỏi thì nhân viên bán hàng bảo là do họ đã trừ hết tất cả các khuyến mại nọ kia nên giá nó sẽ được rẻ nhất. Còn các chỗ khác thì họ sẽ tặng các phiếu mua hàng rồi họ khuyến mại nọ khuyến mại cái kia thì giá nó sẽ đắt hơn. Còn ở đây họ trừ đi hết đi các khuyến mại rồi, không có khuyến mại gì cả thì giá nó sẽ rẻ nhất. Mình mua ở Hoàng Hà Mobile ở chi nhánh ở Từ Sơn. Đây, máy hiện tại con máy này nó đang có một lỗi, đó là khi xem video cứ phóng to màn hình, để chế độ full màn hình là nó sẽ bị màu của nó bị đảo màu. Đây kiểu như này. Đây bây giờ mình vào YouTube nhé. Đây màu sắc rất bình thường, không sao cả. Nhưng bây giờ mình sẽ vào một video này. Đây là quảng cáo này, mình sẽ bỏ qua quảng cáo nhé. Mình phóng to màn lên. Cái video này nó không làm sao, để mình tìm video khác. Đây, chẳng hạn video này chẳng hạn xem nào. Đó, nó bị đảo màu như này. Cũng không hiểu tại sao nó lại bị như này nữa. Không biết đây là do phần mềm hay là do cái lỗi của nhà sản xuất nữa. Mình sẽ thử mở một video khác. Cứ xem bình thường như này không sao, nhưng khi phóng to màn ra là sẽ bị. Đây thử video này đi. Đó lại bị rồi, lại bị nói màu rồi. Đó. Tua nhá, mình sẽ tua. Đó các bạn thấy không? Người bị chế độ cái này nó bị đảo màu các bạn. Màu cái long loang như này, đen trắng như này, âm bản màu. Còn đây, còn khi để bình thường thì không sao. Đó, màu sắc bình thường là như này, nhưng mà cứ để chế độ phóng to màn hình cái này là bị. Không hiểu là lý do là làm sao. Và ngày mai là vợ mình sẽ mang ra chỗ mua máy để xem họ sẽ giải quyết như thế nào. Mua cái máy này họ nói là đổi lỗi 1 đối 1 trong vòng 15 ngày đầu tiên. Và mình mua hôm mùng 2 tháng 6, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 rồi các bạn nhé. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6. Đó. Đây và phây đây. Phây cũng vậy. Máy này vợ mình dùng nên mình cũng không để ý, nhưng hôm nay ngồi xem cùng vợ mới bảo là cứ phóng to màn là bị thì mình mới biết, chứ mình không để ý cái này. Đây, mình sẽ vào một cái video nào đó. Lúc đầu là mình chỉ xem trên Facebook thôi, xem trên Facebook thì mới biết là cứ vào xem video là bị. Sau đó mình thì đâu nhỉ, không có cái nào là có video nhỉ. Video đây phải là đi. Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Hiền Phương. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm từ rất nhiều những bà mẹ ăn. Cái này video này không phải. Những video ở đây rồi. cứ phóng to màn đây. Cứ phóng to màn là bị, YouTube cũng bị, vào đây vào Face là cũng bị luôn. Nó trở lại bình thường xem như này thì không làm sao. Thế nhưng mà cứ đó, cứ vào phóng to màn hình xem là bị lỗi màu như này. Đó. Trở lại thì xem như này thì không làm sao cả. Đó, cứ vào xem video là bị các bạn ạ. Đây, con này mới mua này, không hề rơi đập gì luôn, máy vẫn như mới, không hề rơi đập gì. Cứ vào xem video là bị. Còn bình thường thoát ra ngoài như này thì không sao cả. Thôi mình xin dừng video ở đây để ngày mai ra chỗ mua xem họ sẽ giải quyết kiểu gì. Đó, cứ vào phóng to là bị nổi màu ngay đấy các bạn ạ. Không biết là do cài đặt như thế nào cơ. Đây, thu nhỏ lại là không bị nữa. Thôi mình xin dừng video ở đây nhé các bạn nhé. Để rồi xem có gì mai mình sẽ cập nhật, xem họ sẽ giải quyết như thế nào, xem là có được đổi máy mới không hay là để bảo hành hay thế nào mình không rõ được. Chào các bạn nhé.